Nhật phong chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Một binh sĩ của Úc và chồng của cô ta đã bị cáo buộc tội làm gián điệp cho phía của Nga. Một à, trung sĩ lục quân của Úc và chồng của cô này đã bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga trong một cái cáo buộc đầu tiên dưới cái à, chính sách chống phản gián của Úc kể từ khi mà có cái luật này từ năm 2018. Hai người này vốn là những người sinh trưởng tại Nga có quốc tịch úc và đồng thời cũng có passport của nga dự tính sẽ xuất hiện trên một cái tòa án ở tại brisbane vào ngày thứ sáu trong đó họ bị cáo buộc tội à, chuẩn bị là có những hành động tấn công gián điệp theo tường trình của cảnh sát liên bang của úc đã cho biết gì trên và hãng thông tấn AFP nói rằng các cá nhân này đã bị cáo buộc tội làm việc với lại à, phía của Nga để mà xâm nhập vào cái hệ thống các tài liệu về quốc phòng của Úc và cung cấp cho phía của Nga đã gây hại cho an ninh quốc gia. Theo từng trình cho biết, chúng tôi cáo buộc họ đã có những cái thông tin và cung cấp cho chính quyền của Nga và những thông tin này đã được chuyển qua vẫn còn nằm trong tình trạng điều tra của chúng tôi. Đây được xem là cuộc cáo buộc đầu tiên với cặp vợ chồng này, được xem là cặp vợ chồng đầu tiên bị truy tố sau khi mà Úc đã thông qua cái dự luật chống phản gián vào năm 2018 nhằm đối phó với những hoạt động gọi là xen vào các chính trị nội địa của nước úc và giới truyền thông của úc cho biết là những năm gần đây đã có nhiều hoạt động gián điệp của nga trên lãnh thổ của úc và úc được xem đã từng thầm lặng trục xuất hàng loạt các gián điệp của nga và cái đường dây gián điệp của nga hoạt động xung quanh tòa lãnh sự quán cũng như một số những cái uh, hoạt động của các cái công ty thương nghiệp của phía nga ở tại nước úc và cảnh sát đã bắt hai nghi can này tại nhà riêng của họ tại Brisbane vào hôm thứ năm năm nay 42 tuổi người phụ nữ này là làm việc trong cái cơ quan quốc phòng của úc đặc trách về hệ thống kỹ thuật thông tin và người chồng 62 tuổi của người này là một người được xem là một công nhân lao động đã độc lập và họ đã chuyển tới nước Úc ra hơn một thập niên trước đây và người sư phụ nữ này đã trở thành công dân Úc từ năm 2016 và chồng của bà là nhập quốc tịch của Úc vào năm 2020. Đó là bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. <laughs> Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ukraine đã thúc giục tòa án ICC là cáo buộc về phía Nga đã tấn công vào một bệnh viện nhi đồng ở tại Kiev. Một công tố viên hàng đầu của Ukraine đã lên tiếng kêu gọi tòa án hình sự quốc tế ICC là truy tố Nga về tội đã đánh hỏa tiễn vào một bệnh viện nhi đồng của Kiev vào đầu tuần này. Bản tin mới nhất cho biết thì cái đây được xem là một trong những ngày tệ hại ở Ukraine sau khi mà cái cuộc tấn công của Nga nhắm vào hệ thống phòng không của Ukraine đã tấn công trên toàn lãnh thổ này, 44 người đã bị thiệt mạng và có hai người lớn à, và trong đó bao gồm luôn một bệnh viện di động ở tại à, Kiev và đây được xem là thời gian mà cho tòa án hình sự quốc tế có thể à, à, truy tố các tội ác chiến tranh ở tại Kiev khi mà họ tấn công vào một bệnh viện di động đó là lời phát biểu của công tố viên trưởng có tên là Andrew costing đã nói với hãng thông tấn reuters trong cuộc phỏng vấn mới nhất tại la hay nơi được xem là có trụ sở của tòa án icc moscow đã bác bỏ việc mà tấn công vào bệnh viện này và quy trách nhiệm cho cái hệ thống phòng không của ukraine đã bắn trúng vào cái trung tâm y tế này một trong những cái trung tâm điều trị được xem là lớn nhất tại âu châu và trong đó có cái sự gọi là nghiêm trọng về tình trạng chữa trị ca bệnh cancer cũng như là các cái loại uh, gọi là bệnh dịch khác và một tổ chức nhân quyền của liên hợp quốc đã lên tiếng và nói rằng đây được xem là một cái uh, bệnh viện chăm sóc rất nhiều cho những trẻ em và đã bị trực tiếp bắn trúng bởi các hỏa tiễn của nga trong khi đó thì giới chức an ninh của ukraine cho biết có bằng chứng cho thấy đây là cái hỏa tiễn gọi là kh101 của nga loại hỏa tiễn đạn đạo do Nga sản xuất và Kostin là một trong những công tố viên đã gặp gỡ với lại các viên chức pháp lý ở tòa án ACC và yêu cầu truy tố Nga trong cái việc tấn công vào cái bệnh viện di động này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Điện Kremlin lên tiếng và nói rằng cả thế giới đang chú ý vào cái thái độ của ông Joe trong hội nghị thượng đỉnh của khối NATO điện kremlin vào ngày thứ sáu nói rằng cả thế giới đã chú ý vào ông tổng thống joe biden trong lời phát biểu của ông ta và cái thái độ của ông ta trong hội nghị thượng đỉnh của khối nato diễn ra tại washington dc tuy nhiên họ lên tiếng cho biết rằng cử tri của hoa kỳ không phải là nga là quyết định ai là người tổng thống của hoa kỳ trong thời gian tới điện kremlin đã đưa ra lời phát biểu sau khi mà ông joe biden đã có một cái sự sai lầm khi mà gọi ông tổng thống zelensky của ukraine là ông tổng thống nga trước khi mà ông ta điều chỉnh sự sai lạc này và trong đó thì ông này đã lên tiếng và đã có sự sai lầm khi ông ta gọi gọi bà tổng thống và phó tổng thống Kamala Harris là ông Donald Trump là phó tổng thống của bà ta và phát ngôn viên điện Kremlin là Dmitry Peskov nói với các thông tin viên tại Moscow nói rằng là nó không phải là vấn đề của chúng tôi nó là vấn đề của Hoa Kỳ và phải để cho người dân Hoa Kỳ tự thay đổi đấy cái ứng cử viên của họ trong vai trò tổng thống và ông Peskov cho biết tuy nhiên Điện Kremlin đã bắt đầu chú ý về những cái tình trạng gọi là thiếu tôn trọng của Biden khi mà nhắc tới ông Putin. Đây là điều mà không thể chấp nhận được và cho thấy rõ ràng người lãnh đạo của Hoa Kỳ không được à, à, tốt lắm. Đó là lời phát biểu của Peskov đã đưa ra. Đây được xem là một trong những phản ứng đầu tiên của Moscow sau khi mà ông Joe Biden đã gọi lộn tên của ông Zelensky là tên của ông Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Netanyahu đã tái, tái nhắc lại lần tranh đỏ trong việc mà thỏa thuận về trao đổi con tin với phía của Hamas bản tin mới nhất cho biết thì thủ tướng của do thái là ông benjamin netanyahu trong ngày thứ năm đã tái nhắc lại cái lằn ranh đỏ của jerusalem với việc trao đổi con tin và thỏa ước ngưng bắn với tổ chức khủng bố khi mà đàm phán với phía hamas ông netanyahu đã chỉ ra ít nhất là bốn điều mà ông nói rằng mạnh mẽ để có của các cuộc đối thoại và vấn đề bảo đảm an ninh cho phía của do thái thứ nhất là thỏa thuận này phải cho phép do thái được quay trở lại à, cuộc giao tranh nếu như mà tất cả các cái à, mục tiêu đó không đạt được khi mà à, không giữ được cái thỏa ước hòa bình này và chúng tôi sẽ cho phè, à, không cho phép tất cả những cái vận chuyển hòa vũ khí cho hamas từ ở ai cập và điều đầu tiên hết là phía do thái sẽ kiểm soát cái à, hành lang gọi là philanan phi và kể cả cái con đường băng ngang qua rafah thứ ba chúng tôi sẽ không cho phép quay trở lại các cái uh, lực lượng khủng bố vũ trang bước vào trong cái uh, lãnh thổ ở phía bắc của giải Gaza và chỉ có điều duy nhất là chúng tôi có thể uh, làm được là có thể uh, tranh đấu và chống lại tình trạng mà gây tổn thương máu xương máu của binh sĩ chúng tôi và thứ tư là đoan chắc rằng sẽ tòa, uh, tối đa đòi hỏi tối đa những con tin còn sống được trả tự do trong cái giai đoạn đầu tiên và đây là bốn điều mà ông đưa ra gọi là lăng tranh đỏ để mà uh, đạt đạt cái thỏa thuận về trao đổi con tin cũng như là thỏa thuận ngưng bắn với phía của Hamas. Trong khi đó thì cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là Jeff Sullivan trong ngày thứ năm cho biết là dấu hiệu cho thấy có những điều tích cực hơn khi mà đã đạt được thỏa thuận trong vài tuần lễ qua và thu ngắn được những khoảng cách giữa các phía và có thể được giải quyết. Chúng tôi đang trong tiến trình này và chúng tôi thấy rõ ràng là đã có một cái thỏa thuận và có khả năng đạt được thỏa thuận. Và tôi bảo đảm rằng là có rất nhiều những chi tiết có thể sẽ được vượt qua. Đó là lời phát biểu của ông Sullivan đã đưa ra. Trong khi đó, tờ Washington Post báo cáo trong ngày thứ Tư, Hamas đồng ý một cái khung làm việc trong bản kế hoạch này và các nhà trung gian cũng đang đàm phán chi tiết về cái thỏa thuận này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà thương thảo nhằm đạt tới một cái thỏa thuận ngưng bắn cũng như là trao đổi con tin giữa phía Hamas và phía Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay một trong những nhà có tư tưởng bảo thủ đã lên tiếng và nói rằng tổ chức NewsGuard đang đe dọa tới quyền tự do ngôn luận của những người bảo thủ một trong những nhà có tư tưởng bảo thủ là Dennis Prager đã lên tiếng và nói rằng trang mạng online của ông ta và cái trang mạng truyền thông của ông ta là PragerU đã bị trở thành mục tiêu của nhóm NewsGuard một nhóm cực tả chuyên môn chấm điểm các cơ quan truyền thông họ đã cố tình đưa ra tất cả những cái uh, quyết định này và trong đó họ đưa ra theo cái uh, chủ quan của họ không có cái hành động uh, gọi là kiểm tra về sự thật và có những cái hành động được xem là kiểm tra về những thông tin nhiễu Newsga được xem là một tổ chức gọi là đã chấm điểm các cơ quan truyền thông và trong đó họ được uh, thành lập bởi một uh, cặp vợ chồng được xem là cực tả và thường xuyên hỗ trợ cho đảng dân chủ và cặp vợ chồng này đã đem tất cả những công ty truyền thông cánh hữu hạ thấp điểm nhất để ra uh, giúp cho tất cả các công ty quản quảng cáo không thể muốn trả quảng cáo trên các cơ quan truyền thông bảo thủ và ít nhất có hai tổ chức nghiên cứu về truyền thông gồm có gọi là Media Research Center cho thấy rằng Newsga vốn là một trong những cái tổ chức được xem là cố tình có một cái hành động gọi là bôi nhỏ đối với những cơ quan truyền thông bảo thủ và khiến cho họ không nhận được quảng cáo. Newsga được sáng lập từ năm 2018 bởi Stephen Brill, một trong những nhà quyên góp của đảng dân chủ lâu đời và trong nhiều thập niên qua thì ông Brill cùng với vợ của ông ta đã trở thành một trong những nhà quyên góp hàng đầu của đảng dân chủ, bao gồm luôn cả thời của bà Hillary Clinton và Barack Obama và hai nhân vật này sáng lập ra Newga và đã ấn định cái việc chấm điểm các công ty truyền thông để gửi cho tất cả những công ty quảng cáo trên toàn cầu nhằm ngăn chặn tất cả những cái quảng cáo đến với những cơ quan truyền thông bảo thủ. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ nhất của một nhà tư tưởng bảo thủ đã lên tiếng chỉ trích khi mà trang mạng của ông đã trở thành nạn nhân mới nhất của New Gas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk lại có thêm cội hội chọc quê với lại Joe Biden khi mà ông ta xuất hiện trong một cái buổi họp báo được gọi là Big Boy Press Conference. Bản tin mới nhất cho biết thì việc xuất hiện của Joe Biden trong cuộc họp báo ngày hôm qua đơn thân của ông ta với giới truyền thông và những lời nói sai lạc lầm lẫn của ông ta đã dẫn tới một sự chăm chọc mới của ông Elon Musk. Thật sự như vậy hay không? Ông Elon Musk đã viết trên trang Black form x để nói về tình trạng mà ông Joe Biden đã gặp tai nạn khi mà ông ta gọi ông bà Phó Tổng thống Kamala Harris là Phó Tổng thống Trump. Bên cạnh đó thì ông Elmer cũng đã lên tiếng về tình trạng mà ông Joe Biden đã lầm lẫn ông Zelensky lẫn ông Putin. À, trước đó thì ông Joe Ch Biden đã từng nói rằng tôi sẽ không chọn phó tổng thống Trump trở thành và phó tổng thống à, nếu mà tôi nghĩ rằng là bà ta không đủ sức trở thành một tổng thống ông Joe Biden đã phát biểu vào ngày hôm qua như trên và ngay lập tức thì ông Musk đã có những cái trò chọc quê ông Joe Biden và đặc biệt là, là vấn đề im lặng cũng như là không có lên tiếng của các thành viên trong nội các của Joe Biden có mặt trong cuộc họp báo này rất thật sự đây là một cái điều đáng tức cười khi mà các thành viên trong nội các của Joe Biden có mặt trong cái buổi họp báo này lại không dám lên tiếng. Đó là một trong những lời phát biểu của ông Elon đưa ra. Và trong đó thì Phát công viên tòa bạch ốc là Cameron John Pierre cùng với lại người đặc trách về cố vấn an ninh quốc gia là John Kirby cũng đã có mặt trong buổi này và giữa lúc mà ông Biden đứng đơn thân để mà trả lời các câu hỏi của ký giả bao gồm những ký giả của hãng thông tấn Bloomberg là Justin Singh trong đó cho thấy rằng là ông Biden đã không còn giữ được cái nhận thức của ông ta khi mà ông ta trả lời các câu hỏi và Element đã chọc quê ở trên trang platform X và ông ta nói rằng Tôi nghĩ rằng không nên bỏ phiếu cho Joe Biden và tôi không nói là quý vị bỏ phiếu cho Trump. Đó là lời phát biểu của ông đã phát biểu với lại một ký giả của tờ New York Times. Và điều này cho thấy rằng là hành động của Joe Biden đang trở thành một trò cười của một số những người bảo thủ cũng như là những cơ quan truyền thông khi mà ông Joe Biden đã lầm lẫn đôi ba lần ở trong cái cuộc phát biểu của ông ta với cái cuộc gọi là Big Boy Press Conference. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cái biến cố này, đã có tổng cộng ít nhất là 18 à, vị dân cử ở tại Quốc hội Hoa Kỳ à, thuộc đảng Dân Chủ kêu gọi cho bên là chấm dứt cuộc tái tranh cử của ông ta số lượng những thành viên của đảng dân chủ tại quốc hội đã gia tăng trong việc kêu gọi ông Joe Biden chấm dứt chiến dịch tranh cử của ông ta năm 2024. 11 nhà lập pháp của hạ viện cùng với lại một nhà lập pháp của thượng viện đã đưa ra một bản statement minh vào ngày thứ tư và ngày thứ năm. trong đó bao gồm luôn cả ba người được xem là nằm trong cái <laughs> à, thành viên cao cấp và gia tăng áp lực ông ta là chấm dứt cuộc tái tranh cử này. Tổng cộng có 18 thành viên trong quốc hội đã kêu gọi ông Biden là bước qua một bên và đưa ra một quyết định chưa từng có và trong đó số lượng càng lúc càng gia tăng. Ông Joe Biden trong đó vẫn chưa thấy có dấu hiệu là ông ta rút lui ra khỏi cái cuộc tranh cử này trong cái lời phát biểu mới nhất. Và một số những người đã lên tiếng và kêu gọi ông Joe Biden là nên từ chức và có những người đã yêu cầu ông ta cần phải từ chức sớm hơn so để và nhường lại cho bà Kamala Harris. Đây được xem là một trong những nhân vật mà được gọi là yêu cầu ông Joe Biden phải rút lui ra khỏi cuộc tranh cử, trong đó gồm có dân biểu Eric Sorensen đã đưa ra lời tuyên bố này vào ngày 11 tây tháng 7. Rồi dân biểu có tên là Scott Peter cũng đưa ra lời tuyên bố ngày 11 tây tháng 7. Dân biểu Jim Himes đưa ra lời tuyên bố ngày 11 tây tháng 7 và bên cạnh đó thì à, dân biểu Marie Gruesen Camperes cũng đã đưa ra lời tuyên bố trong một cái email và yêu cầu ông Joe Biden rút lui. Dân biểu Greg Stanton cũng đã đưa ra lời à, kêu gọi này kế tiếp là dân biểu F.K à, cũng đã đưa ra lời kêu gọi và trong đó thì à, có thêm là Brad Singer à, được xem là một dân biểu của đảng dân chủ. Tất cả những thành viên này là của đảng dân chủ và những người khác gồm có Hillary Clinton cùng với lại à, à, thượng nghị sĩ gọi là Peter West vào ngày 10 tây tháng 7. Trước đó thì một số những người khác là Earth Blue à, Manao à, được xem là một trong những dân biểu của đảng Dân Chủ và dân biểu Pat Ryan cũng đã đưa ra, dân biểu Mickey Searle, dân à, biểu kế tiếp là dân biểu Adam Smith cũng như là Anticraft, rồi dân à, biểu Mike Quinley và các dân biểu còn lại là Seth Morton, à, ra uh, ra Java cũng như là một số người người đầu tiên là ông Lloyd Dorchest là một trong những người đã đưa ra lời kêu gọi ông Joe Biden phải nên uh, rút lui ra khỏi cuộc tranh cử của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và với những lời kêu gọi ngày một đông của các thành viên đảng nhân chủ ở tại quốc hội, một bài nhận định của tờ báo Axios lên tiếng và nói rằng cái à, nhóm dân chủ chống Joe Biden đã tàn nhẫn bỏ rơi ông ta. Đây là lời nhận định của tờ ASOS. Một số những cựu thành viên của đảng dân chủ đã ép ông Joe Biden là phải à, rút lui ra cuộc tái tranh cử theo tường trình của tờ ASOS cho biết. Và những thành viên này hầu hết là những người làm việc dưới chính quyền của Obama và Clinton đang âm mưu mỗi một giờ đồng hồ để kêu gọi ông Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc bầu cử. À, đó là lời phát biểu của ASOS. tờ báo này đã đưa ra vào ngày thứ sáu. Và nhóm này gần như là những người đã từng làm làm việc trong các cái uh, cuộc chiến dịch tranh cử trước đây và họ làm việc dưới chính quyền của Barack Obama hoặc là Bill Clinton và không ai trong số họ uh, được xem là làm việc hiện nay với lại Joe Biden. Trong đó thì tờ Axios nhấn mạnh rằng những kẻ này là những kẻ rất tàn nhẫn đang tìm cách đẩy Joe Biden ra khỏi cuộc tái tranh cử và trong đó hầu hết những người này đã từng có những cái uh, cuộc tranh cử ở các tiểu bang quan trọng gồm có Wisconsin, Michigan và Pennsylvania nơi mà Joe Biden đã thắng năm 2020 và những người này đồng thời cũng có một số người đã không hậu thuẫn cho bà Phó Tổng thống Kamala Harris à, thay thế cho ông Joe Biden theo từng đựng của tờ Esheet cho biết và họ trở nên tàn nhẫn hơn khi mà họ chọn một người khác trong đó thì James Carville được xem là một cố vấn chiến lược về tranh cử của Clinton đã nói với tờ Esheet là Obama và Clinton đang cho thấy là họ nghĩ rằng là tình trạng gọi là im lặng của họ trước công chúng và cho thấy rằng là Joe Biden có thể bị đẩy ra và việc im lặng này là một trong những cái lời lên tiếng mới nhất và không ai ủng hộ trong số những cái này dành cho ông Joe Biden. Trong khi đó, đài CNN đã báo cáo rằng Obama đã nói chuyện với lại bà cựu chủ tịch của hạ viện là Nancy Pelosi về lo ngại tình trạng của ông Joe Biden. Hiện nay gần như là có 18 người đã yêu cầu ông Joe Biden phải chính thức rút lui ra khỏi cuộc tranh cử này. Đó là một trong những cái lời nhận định của tờ Esot đưa ra. Cùng một lượt thì trong cuộc thăm dò mới nhất của tuần báo Newsweek cho biết các cử tri ủng hộ cho ông Joe Biden đang nghĩ tới việc sử dụng tu chính án số 25 để loại trừ ông ta ra khỏi ghế tổng thống. Đảng dân chủ đang đối diện với một sự phân cực rất rõ ràng trong việc mà ông Joe Biden đã gây ra cái thảm họa sau khi tranh luận với cựu tổng thống Trump. Cuộc thăm dò đã được đưa ra vào ngày thứ năm à, đã đưa ra một cái đường hướng cho ông ta. Trong đó hơn phân nửa người dân Hoa Kỳ, bao gồm 41% đã bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020 là ủng hộ cho việc sử dụng tu chính án số 25 để tước quyền tổng thống của ông ta và trong đó. 56% người dân Hoa Kỳ, bao gồm 39% người đã bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020 nói rằng họ tin là ông Tổng thống không còn đủ sức để mà ngồi trong cái ghế Tổng thống. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi Redfield Winton Strategy ở tại của tuần báo Newsweek với 1.500 người cử tri đã được thăm dò từ ngày 8 tây tháng 7 với mức sai biệt là cộng trừ 2.53% cuộc thăm dò này cho thấy 51% ủng hộ cho bà phó tổng thống Kamala Harris à, bắt à, sử dụng cái xét sinh số 4 trong tu chính án số 25 để có thể đạt được cái à, đa số các thành viên trong nội các tuyên bố với quốc hội là ông Joe Biden đã không còn phù hợp trong vai trò tổng thống 28% mạnh mẽ ủng hộ cho biến chuyển này chỉ có 20% phản đối và 21% nói rằng họ cũng không ủng hộ hay là ủng hộ phản đối. Trong khi đó 8% cho rằng họ không biết. Cuộc thăm dò này cho thấy 41% những người đã bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020 ủng hộ cho việc sử dụng tu chính án số 25. 19% mạnh mẽ ủng hộ và 34% cho rằng là họ phản đối chuyện này. 20% không cho biết là họ ủng hộ hay phản đối và trong số này là những người đã từng dự tính sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden trong năm nay. 36% ủng hộ cho biến chuyển này, bao gồm 17% mạnh mẽ ủng hộ và 38% phản đối, 21% không cho biết ủng hộ hay không ủng hộ. Đây là cuộc thăm dò tờ Newsweek đã đưa ra và trong đó gần như là bên phía Đảng Cộng hòa 81% những người bỏ phiếu trong trong năm 2020 đồng ý là ông Joe Biden không còn phù hợp trong vai trò tổng thống, trong đó họ gần như là tỉnh tiếp tục ủng hộ cho ông Joe Biden và kể cả việc bà Harris à, có được cái khối đa số trong các thành viên nội các là cho kích kích cái session số 4 trong tu chính đáng số 25 ông Joe Anh vẫn có thể tranh luận trong điều này và có thể sẽ đưa ra cái vấn đề chống lại tình trạng mà gọi là ông ta bị tước ra khỏi ghế tổng thống và kể cái chuyện này thì cần phải có 2 phần 3 phiếu ở tại lưỡng viện quốc hội để có thể xóa bỏ vai trò của ông Joe Biden trong vai trò tổng thống. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy là gần như cử tri mà từng bỏ phiếu cho Joe bên năm 2020 giờ đây họ đã yêu cầu ông cho bên nên rút lui hoặc là sẽ bị à, kích hoạt tu chính án số 25 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay các thường nghị sĩ của Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật trong đó đối phó về việc thống trị của cộng sản Trung Quốc trong kỹ nghệ khoáng mỏ quan trọng. <laughs> Một nhóm gồm có lưỡng đảng các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật vào ngày thứ năm, trong đó gia tăng rất nhiều những cái hỗ trợ về ngoại giao về tài chánh để đối phó với tình trạng đảng, đảng Cộng sản Trung Quốc đang thống trị trong cái kỹ nghệ về khoáng mỏ. Bản tin mới nhất cho biết, đạo luật này, dự luật này có tên gọi là Global Strategy for Securing Critical uh, Minaro, tức là một cái đạo luật mà uh, nhấn mạnh về tầm quan trọng về an ninh và chiến lược cho tất cả các khoáng mỏ năm 2024. Trong đó đòi hỏi là phải có uh, tất cả những cái uh, trách nhiệm dành lại tất cả những khoáng mỏ mà bị kiểm soát bởi Trung Quốc ở bên ngoài nước Trung Quốc, gia tăng tất cả nguồn ngân quỹ để ủng hộ đầu tư vào các khoáng mỏ cũng như là phát triển các cái chương trình huấn luyện cho người dân Hoa Kỳ về quản lý cái, cái các cái việc mà tôi là xử lý hoặc là khai thác các khoáng mỏ và dự luật này 44 trang đồng thời cũng sẽ tạo ra một cái hệ thống về ngoại giao ủng hộ cho những công ty của Hoa Kỳ ở hải ngoại có thể bảo vệ cho tất cả những cái việc mà đấu thầu những khoáng mỏ cạnh tranh với Trung Quốc, đặc biệt là sẽ làm việc chung với các quốc gia nằm trong thành viên của NATO và các quốc gia không phải là đồng minh của NATO cũng như các đối tác thời gian gần đây trung quốc đã thống trị rất nhiều những cái khoáng mỏ quan trọng trong những kỹ nghệ quan trọng và trong đó hoa kỳ đã không theo đuổi kịp đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ mark warner thuộc đảng dân chủ tại virginia đã là người đã bảo trợ cho cái dự luật này hoa kỳ cần phải làm việc chung với các đồng minh và phải có những cái bước cần thiết để bảo vệ cho việc sản xuất của chúng ta không bị trở ngại bởi các cái uh, nguyên liệu quan trọng và ông nói rằng điều này sẽ là một cái lộ trình để làm việc, đồng thời uh, đồng bảo trợ cho cái dự luật này uh, gồm có uh, Thượng nghị sĩ của Đảng dân chủ là Chris Coon của Delaware, Mark Kelly của Đảng uh, của Arizona, John Hickenlooper của Colorado và các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa gồm có Marco Rubio của Florida, Bill Cassidy của Louisiana và Tom Tillis của North Carolina. August King được xem là một thượng nghị sĩ độc lập của tiểu bang men. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn mà phía Hoa Kỳ đang tìm cách giới hạn tình trạng mà Cộng sản Trung Quốc đang kiểm soát các khoáng mỏ trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới khu vực Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã ký chung một cái thỏa thuận về những quy định tăng cường khả năng kiềm chế về nguyên tử đối với sự đe dọa của Bắc Hàn. Bản tin từ Nam Hàn cho biết, thì Hoa Kỳ và Nam Hàn đã ký chung một cái thỏa ước lần đầu tiên, đó là cái thỏa ước về việc mà tăng cường khả năng nguyên tử để tăng cường khả năng kềm chế, một bước cần thiết để có thể cải thiện tất cả những cái việc đối phó với tình trạng tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn. Trong cuộc gặp gỡ vào ngày thứ Năm ở bên lề của Hội nghị NATO tại Washington DC, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon suk yeol lên tiếng cho biết là họ sẽ có những tiến trình cần thiết để mà liên minh sau một năm khi mà có một cái thỏa ước chung trước đây gọi là Joint Nuclear Consultative Group tức là tham gia vào cái việc mà kiểm soát tất cả những cái hệ thống về nguyên tử. Hai nhà lãnh đạo cho phép là cả hai quốc gia có thể đưa ra những cái quy tắc về việc phát triển các cái vũ khí nguyên tử có khả năng kềm chế ở trên bán đảo của Đại Hàn và điều này đưa dấu hiệu cho thấy là sẽ có việc khai triển tất cả những cái vũ khí cần thiết về nguyên tử trên bán đảo của Đại Hàn. Đây được xem là cuộc hợp tác mới nhất của Hoa Kỳ và của Nam Hàn trong việc đối phó với tình trạng Bắc Hàn đang có những cuộc thử nghiệm về hỏa tiễn và đang quay trở lại chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay cũng như của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã đưa một chiếc tàu khổng lồ tới biển Đông trong khu vực tranh chấp và trong đó gần như là đe dọa tới phía của Philippines. Bản tin mới nhất cho biết một chiếc tàu tuần tra dân sự được xem là lớn nhất của Trung Quốc đã có mặt trên Biển Đông lần đầu tiên, trong đó gần như là đang thách thức cái chủ quyền của Philippines. Theo tường trình của Marine Traffic cho biết, thì chiếc tàu này là H là Hai Sun 09 đã tuần tra trên vùng biển ở phía đông của bờ biển Việt Nam trước khi mà nó bắt đầu tiến về phía vùng biển phía tây của Philippines và đây tiến gần vào cái khu vực tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Và trong ngày thứ sáu, chiếc tàu tuần tra dân sự này nặng 10.700 tấn đã được phát hiện ở phía nam và đã bắt đầu suy, uh, gọi là uh, di chuyển ở xung quanh khu vực quần đảo Trường Sa và với cái khả năng là chấm dứt tình trạng gọi là khiêu khích của Manila, theo tường trình của phía Trung Quốc đưa ra. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất của Trung Quốc tăng cường mạng lưới quân sự của họ và bắt đầu điều khiển tất cả những loại vũ khí lớn của họ tới khu vực Trường Sa, bao gồm luôn chiếc tàu tuần tra dân sự được mô tả là lớn nhất và nặng nhất của Trung Quốc, trên 10.000 tấn để có mặt ở khu vực này và có thể nó sẽ tiến vào bãi cạn Second Thomas Show, được xem là một trong những cái bãi cạn mà đang có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ tiến vào bãi cạn Sabina, được xem là một bãi cạn mà phía Philippines Thời gian gần đây đã tăng cường rất nhiều Sự hiện diện của họ Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương Ngày hôm nay Và liên quan tới tình hình của Việt Nam Ngày hôm nay đầu tiên hết là Cộng sản Việt Nam đang phải đối diện Với việc mà ít nhất là có tới 252 chuyến hàng xuất khẩu Của họ Đã bị ngăn chặn bởi các quốc gia Tây Phương Và Hoa Kỳ sau khi cáo buộc đã Vi phạm nhiều cái luật lệ về thương mại Theo tương trình cho biết thì À Hàng xuất khẩu của Cộng sản Việt Nam đã phải đối diện với việc ngưng lại các cái việc gọi là à, xuất khẩu qua ít nhất là 24 thị trường của thế giới bao gồm cả các vùng lãnh thổ. Trong đó nói rằng cáo buộc Cộng sản Việt Nam đã vi phạm trầm trọng các quy tắc của WTO. Trong việc này thì... À, Cộng sản Việt Nam đã bán phá giá chiếm hết 138 vụ là những mặt hàng được bán phá giá trong các thị trường trên. Và các vụ gọi là bảo hộ, tức là được sự hỗ trợ bởi chế độ cai trị có 50 vụ, 50 vụ đã bị ngăn chặn. Và bên cạnh đó thì Cộng sản Việt Nam cũng đã bị cáo buộc các cái tội gọi là trợ cấp cho các tất cả những công ty quốc doanh của cộng sản việt nam xuất cảng qua thị trường nước ngoài đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà bộ công thương cộng sản việt nam nói rằng là có rất nhiều những cái uh, nguy cơ mà phía hoa kỳ đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá và kể cả việc mà chống lại tình trạng mà có sự hỗ trợ từ chế độ cai trị cũng như là phía cộng sản việt nam đang tìm cách gọi là đổi lốt hàng make in việt nam để giúp cho phía Cộng sản Trung Quốc thoát khỏi cái sự kiểm soát của phía à, Hoa Kỳ. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và cho thấy rằng dường như Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực tìm cách gọi là chấn chỉnh lại cái kỹ nghệ xuất cản của họ. Sau thời gian họ đã cho bán phá giá và kể cả việc mà đội lốt hàng Mac in Việt Nam từ Trung Quốc đã bị giám sát chặt chẽ bởi Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, e ngại sẽ bị cấm cửa hoàn toàn việc xuất cảng hải sản qua phía của âu châu cộng sản việt nam đã bắt đầu tìm cách gọi là chấn chỉnh cái kỹ nghệ ngư nghiệp và trong đó họ nhấn mạnh tới cái quy định về tất cả những cái việc đánh bắt cá trên biển đông của giới ngư phủ việt nam và trong đó họ cho biết rằng đang tìm cách điều chỉnh lại những loại cá nào được đánh bắt cá và những cái kích thước nào của loại cá được đánh bắt để cho ngư phủ hiểu được để tránh tình trạng mà hàng xuất cảng hải sản của việt nam qua thị trường âu Âu Châu từ à, việc mà bị đánh thuế trừng phạt mà Cộng sản Việt Nam gọi là thẻ vàng có thể bước qua tình trạng bị cấm cửa hoàn toàn mà Cộng sản Việt Nam gọi là thẻ đỏ. Đây được xem là một trong những cái chính sách gây gắt mà Cộng sản Việt Nam phải đáp ứng theo yêu cầu của Liên hiệp Âu Châu sau khi Liên hiệp Âu Châu cá buộc rằng tình trạng ngư phủ Việt Nam đánh bắt cá trên các mặt biển đã vi phạm trầm trọng vào các quy tắc và các quy định về bảo vệ cho các loại hải sản và thủy sản ở trên mặt biển. Đây được xem là một trong những nỗ lực của cộng sản Việt Nam nhằm giải quyết sự bế tắc trong việc mà họ bị đánh thuế rất nặng vào các mặt hàng hải sản của họ khi xuất cảng qua Âu châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị phạt vạ lên tới 24 năm tù. Bản tin mới nhất cho biết thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn người không có mặt tại Việt Nam đang bị cáo buộc thêm một cái tội gọi là sai phạm trong đấu thầu tại trung tâm công nghệ sinh học và bà này được cáo buộc là phải chịu trách nhiệm cao nhất và trong đó bà này cựu chủ tịch của AIC đã bị mức án lên tới 24 năm tù về việc mà Cộng sản Việt Nam gọi là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và kể cả đưa hối lộ. Bên đó, bên cạnh đó thì mà một bản án khác 10 năm tù của tỉnh Quảng Nam và 30 năm tù của tòa án cao cấp tại Hà Nội cộng uh, chung uh, với lại bản án bản án 24 năm tù này bà uh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện nay không có mặt tại Việt Nam và nghi ngờ bà ta đang có mặt tại Hoa Kỳ mặc dù thời gian gần đây nhiều tin tức tung ra và cho biết rằng bà ta đang sinh sống tại nước Đức tuy nhiên thì một số nguồn tin khác cho biết là bà ta đang trốn tránh tại Hoa Kỳ và bà ta đã không xuất đầu lộ diện từ kể từ khi mà Cộng sản Việt Nam cáo buộc các tội danh đối với bà ta đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, sau khi viếng thăm Lào thì Tô Lâm lại bước qua bên phía của Campuchia trong chuyến viếng thăm mới nhất và gặp gỡ với ông Hun Sen giờ đây là chủ tịch thượng viện của Campuchia và trong cuộc gặp gỡ này thì Tô Lâm đã đề nghị là tiếp tục liên kết để chống lại các cái mà ông ta gọi là thế lực thù địch xuyên tạc và chia rẽ tình hữu nghị của Việt Nam và Campuchia. Đây được xem là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tô Lâm kể từ khi mà ông ta trở thành chủ tịch nhà nước. Trước đó thì ông ta đã viếng thăm Lào tặng cho Lào 20 chiếc xe Vinfast và đích tay lái một chiếc xe Vinfast chở lãnh đạo của Lào khắp thủ đô viên trăng và hiện nay thì ông ta đang có mặt ở tại Campuchia trong lúc mà Campuchia đang có một cái khuynh nướng dường như là giành lại chủ quyền về tranh chấp biên giới với phía của Việt Nam à, và trong đó ông ta đã gặp gỡ với lại ông Hun Sen trước đây là thủ tướng lâu đời của Trung Quốc và uh, của Campuchia và giờ đây Hun Sen là chủ tịch thượng viện của campuchia đã đã là là cái người đón tiếp chuyến viếng thăm của ông tô lâm để mà khẳng định mối quan hệ của hai nước đây được xem là một trong những chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của tô lâm thay vì tới trình diện tại trung quốc thì ông ta chọn lào và campuchia là hai quốc gia có đường biên giới với việt nam để làm chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông ta đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!